Hai người chết, ba người khác mất tích sau khi một tàu chở container của Trung Quốc húc sập một cây cầu ở Quảng Châu. Vụ việc xảy ra hôm 22 tháng 2 vào lúc 5 giờ 30. Một nhịp cây cầu bị sập khiến hai người rơi xuống sông, nhiều người khác rơi từ trên cầu xuống boong tàu. Hai người thiệt mạng, ba người mất tích, một thuyền viên bị thương nhẹ và hai người được cứu sống. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai với trực thăng và tàu có trang bị hệ thống sonar. Cây cầu Lichinsha là cây cầu duy nhất nối thành phố Wangkinsha với đảo Sammin. Chiếc tàu gây ra tai nạn đang bị tạm giữ.